Thời tiết hiện nay cũng đã bước vào mùa mưa, cho nên là trong cái video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới bà con một sản phẩm giải quyết những vấn đề tồn đọng trong đất và cung cấp vi lượng cho cây trồng. Đó là sản phẩm phân bón hữu cơ Humic Vi Sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Về thành phần, công dụng và hướng dẫn sử dụng như thế nào thì mời quý bà con cùng theo dõi video sau đây. Về thành phần của sản phẩm thì Humic Vi Sinh có chứa hàng tỷ bào tử Agiotobacter, Bacillus và bào tử nấm Trichoderma cùng với hữu cơ 15% và các phụ gia khoáng tổng hợp đi kèm như kẽm, sắt, mangan, magie, bo để cung cấp những vi lượng thiết yếu cho cây trồng. Về phần công dụng, phân hữu cơ Humic Vi Sinh có công dụng là giúp tăng cường các hoạt động sinh tổng hợp trong cây, giúp giảm công đoạn tổng hợp các amino acid, khắc phục sự khủng hoảng sinh lý của cây trồng, chống sốc sinh lý khi cây chuyển giai đoạn, giải độc phèn, giải quyết ngộ độc hữu cơ, kích thích hệ rễ phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thu phân bón, tiết kiệm 30-40% phân bón vô cơ, tăng đề kháng, hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Về phần hướng dẫn sử dụng thì phân bón hữu cơ Humic Vi Sinh có thể sử dụng cho tất cả các loại cây trồng. Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp thì bà con có thể bón gốc, trộn 4-6 kg Humic Vi Sinh cho 1 hect với các đợt bón phân hữu cơ vô cơ vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Để phun lá tưới gốc thì bà con có thể sử dụng phục hồi vườn sau khi thu hoạch thì cắt tỉa cành, pha 1 kg Humic Vi Sinh với 800 lít nước phun đều ướt cả tán lá và quanh gốc. Lượng nước phun là 1.000-2.000 lít cho 1 hecta. Có thể kết hợp với TKS Mega Power để phòng bệnh. Để tưới gốc thì bà con có thể pha loãng 1 kg pha cho 800 lít nước, tưới 8-10 lít một gốc. Pha đậm 1 kg pha cho 20 lít nước, tưới 0,2-0,25 lít một gốc. Khi tưới gốc thì bà con có thể kết hợp với TKS Nema để tái tạo rễ mới và khắc chế tuyến trùng. Đối với cây hoa màu, bà con có thể sử dụng phun lá pha 25g cho 1 bình 25 lít, có thể kết hợp với TKS Mega Power để phòng bệnh. Tưới gốc thì bà con có thể pha 20g cho 20 lít nước, tưới theo hàng. Và khi bón gốc thì bà con có thể trộn 250g Humic Vi Sinh với ure DAP, NPK bón cho 1.000 m². Để sử dụng trên cây lúa, nếp thì bà con có thể sử dụng bón lót 1-2 kg Humic Vi Sinh kết hợp 200-300 kg lân, 25-30 kg ure cho 1 hecta trước khi gieo xạ hoặc cấy. Và ngoài ra bà con có thể sử dụng để bón thúc các đợt và dùng 1-2 kg Humic Vi Sinh cho 1 hecta kết hợp với NPK cho từng đợt. Và vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu tới bà con sản phẩm phân bón hữu cơ Humic Vi Sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để được tư vấn thêm, bà con có thể gọi điện thoại tới số hotline 028-6275-2960 hoặc truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm những sản phẩm tương tự. Cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng với tôi trong video ngày hôm nay. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe, canh tác tốt, an toàn và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.